đọc Báo Tuổi Trẻ, hôm nay tình hình dịch bệnh thế giới vẫn còn khá phức tạp. Ba nước có số ca bệnh nhiều nhất thế giới là Mỹ, Anh và Tây Ban Nha. Trong khi đó, báo Argentina đã hết lời khen ngợi Việt Nam trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Họ gọi mô hình ở Việt Nam là mô hình mẫu, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp. Cũng trong hôm nay, tại cuộc họp công tác phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhấn mạnh Hà Nội đang là ổ dịch phức tạp nhất cả nước. Ông đề xuất nới thời gian cách ly thêm ít nhất một tuần. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, bệnh nhân Covid-19 thứ 262 là công nhân công ty Samsung được xác định đã đi làm suốt một tuần kể từ khi có triệu chứng và đã tiếp xúc với hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Sau đây là những thông tin chi tiết về tình hình dịch Covid-19 mà chúng tôi vừa cập nhật đến 20 giờ ngày 13 tháng 4. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid-19 của thành phố. Buổi làm việc diễn ra trong thời điểm dịch bệnh tại thôn Hà Lôi tiếp tục lan nhanh, đã có 10 người mắc với hàng trăm ca F1. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng hiện nay Hà Nội đang là điểm nóng và có nguy cơ nhất về dịch tễ của cả nước. Ông đề xuất tăng thêm ít nhất một tuần giãn cách xã hội. Sáng ngày 13 tháng 4, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội nhận định ca mắc Covid-19 thứ 262 rất phức tạp về phòng chống dịch. Bệnh nhân này được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng tại thôn Hà Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Qua xác minh, bệnh nhân đã đi làm suốt một tuần kể từ khi có triệu chứng và đã tiếp xúc với hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Mới đây, đại diện Samsung Việt Nam cho biết, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 262 là nhân viên bộ phận kiểm tra chất lượng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam. Từ ngày 7 tháng 4, nhân viên này cách ly tại nhà. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã xác định 101 F1 để cách ly. Một lãnh đạo của tỉnh Bắc Ninh xác nhận tỉnh đã phong tỏa toàn bộ khu vực làm việc nơi có liên quan đến ca nhiễm 262 và cách ly những người liên quan theo quy định. Tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ về công tác phòng chống Covid-19 chiều ngày 13 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, căn cứ vào các quy định pháp luật và đề xuất của Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm dừng hoạt động của công ty Pou Yuen Việt Nam từ 0 giờ ngày 14 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Theo ông Phong, việc tạm dừng hoạt động của công ty Pou Yuen Việt Nam là cần thiết để đảm bảo sức khỏe cộng đồng cũng như hoạt động của chính công ty. Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng bệnh nhân Phi Công Anh 43 tuổi vẫn rất nặng. Một ngày trước, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ở phế quản và mũi họng bệnh nhân đều âm tính nCoV. Đến sáng nay, kết quả xét nghiệm nCoV dương tính trở lại, phổi tổn thương xấu hơn. Gần đây, tại khu vực Thủ Thiêm, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đường Nguyễn Cơ Thạch, đường ven hồ trung tâm cầu Thủ Thiêm, nhiều người vẫn vô tư chui rào chắn để thả diều, ngồi ăn uống bên đường và tụ tập chụp hình. Để hạn chế người dân tụ tập, lực lượng chức năng đã đặt rào chắn xung quanh vỉa hè, phát loa tuyên truyền, nhưng người dân vẫn phớt lờ, chui rào đi vào khu vực bên trong. Mặc dù đến nơi đông người, nhưng một số người dân vẫn không đeo khẩu trang. Sáng nay, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hải, 49 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của phường Cái Khế nhắc nhở ông Hải đeo khẩu trang và thực hiện cách ly xã hội. Tuy nhiên, ông này không nghe mà còn văng tục chửi mắng lực lượng làm nhiệm vụ. Chưa dừng lại, ông Hải xông vào đấm vào mặt anh Bùi Phước Thành, cán bộ công an phường Cái Khế. Ngày 13 tháng 4, Công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Tuân, 22 tuổi, để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 23 giờ 5 phút ngày 10 tháng 4, khi qua chốt kiểm dịch và được ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, Tuân bất ngờ tăng ga bỏ chạy, không may lao thẳng vào thiếu úy Đặng Trí Trung, cán bộ công an huyện Kiến Thụy, khiến thiếu úy Trung bị gãy tay phải. Tại cuộc giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 13 tháng 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã tổ chức lấy ý kiến về việc thực hiện chỉ thị 16. Kết quả có 32 địa phương trả lời, trong đó có 2 địa phương đề nghị kéo giãn thời gian giãn cách xã hội thêm một tuần sau ngày 15 tháng 4. 8 địa phương, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh đề nghị kéo giãn đến hết tháng 4, có 2 địa phương đề nghị kéo giãn đến hết tháng 5. Các địa phương còn lại đề nghị giãn cách xã hội đến hết ngày 15 tháng 4. Chiều 13 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã có báo cáo tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, thành phố phát hiện trường hợp một bệnh nhân dương tính với Covid-19 sau khi đã được thông báo khỏi bệnh và xuất viện. Đó là bệnh nhân số 22 tại Đà Nẵng. Người này được điều trị từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3. Sau khi xét nghiệm cho kết quả âm tính, bệnh nhân được xuất viện. Tuy nhiên, khi người này di chuyển từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh để xuất cảnh vào ngày 11 tháng 4, thì mẫu xét nghiệm tại sân bay cho kết quả dương tính với COVID-19. Chiều 13 tháng 4, Ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có một bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Đây là bệnh nhân số 155, nữ 21 tuổi quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 26 tháng 3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 3 đến ngày 9 tháng 4. Sáng ngày 13 tháng 4, cây ATM gạo ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào hoạt động. Đây là cây ATM gạo thứ hai sau cây ATM gạo tại địa chỉ 204B Vườn Lài, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Máy hoạt động gồm bồn chứa gạo được đặt trên một container và hệ thống ống dẫn. Khi người dân ấn vào một nút thông minh, gạo sẽ chảy ra. Lượng gạo mỗi lần khoảng 1,5 kg. Người dân cũng được phát bao ni lông để đựng gạo. Ngoài ra, sáng nay mỗi người dân đến lấy gạo cũng được tặng khẩu trang. Anh Hoàng Tuấn Anh, chủ nhân ATM gạo cho biết, ATM gạo thứ hai được đặt ở Bình Chánh vì mong muốn giúp đỡ nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tạm vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Cây ATM gạo thứ ba đang được lắp đặt tại nhà thiếu nhi quận 12, chuẩn bị đưa vào hoạt động. Liên quan đến thông tin Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đập bàn chống đối kiểm dịch, sáng ngày 13 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức buổi họp báo đột xuất về thông tin hướng dẫn xử lý vụ việc ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, đập bàn to tiếng tại chốt kiểm dịch ở thị xã Bình Long. Cái bãi kia sao không? Những cái trường hợp đó là chỉ đạo của ban chỉ đạo. Có những cái trường hợp nào chỉ đây. Chú đừng có bố bàn là đây. Tôi bố bàn chứ không bố gì. Chủ trì buổi họp báo là bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước và ông Hà Anh Dũng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Các đơn vị chức năng của huyện Hớn Quản đã vào cuộc xác minh, làm việc với cá nhân đồng chí Lưu Văn Thanh, yêu cầu đồng chí làm bản kiểm điểm, giải trình về vụ việc. Đồng chí Thanh đã nhìn nhận khuyết điểm của mình. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản đã có báo cáo nhanh kết quả về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Hành vi phát ngôn của đồng chí Lưu Văn Thanh qua clip phản ánh cho thấy cá nhân đồng chí thiếu tinh thần hợp tác, thiếu trách nhiệm nêu gương, đã làm xấu đi hình ảnh của cán bộ công chức, ảnh hưởng đến tổ chức và uy tín cá nhân đồng chí. Tỉnh ủy Bình Phước khẳng định nhất quán quan điểm sẽ chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, không bao che vụ việc, sai đến đâu xử lý đến đó theo đúng các quy định của pháp luật. Hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạm đình chỉ công tác đối với ông Thanh để phục vụ công tác xác minh làm rõ. Thưa quý vị, có một thước phim đặc biệt, một góc nhìn, một cảm nhận đặc biệt về những ngày Việt Nam bước vào cuộc chiến với đại dịch. Một đất nước đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh vẫn mạnh mẽ, đoàn kết, sẻ chia và đong đầy yêu thương. Có lẽ ngay lúc này đây chúng ta chưa thể nói đến bao giờ cuộc sống mới trở lại như bình thường. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi. Việt Nam. Ngay trong hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. 3. Người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Đường phố Việt Nam trong những ngày đại dịch Covid-19 vắng lặng và im ắng đến lạ thường. Lệnh cách ly xã hội khiến hàng quán đóng cửa, bến xe, nhà ga, trung tâm thương mại thưa người. Nhịp sống như đang trùng xuống, chậm lại. Thấy được cả góc nắng chiều trải dài trên đường phố, thấy được tiếng đập cánh của chim bồ câu. Họ thèm cảm giác được xích lại gần nhau, được trao cho nhau cái bắt tay, lời hỏi thăm, cả tiếng cười cười, nói. Nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng toàn dân chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Việt Nam bước vào trận chiến với đại dịch đoàn kết và mạnh mẽ. Những cách họ đã từng trải qua các cuộc kháng chiến, họ hiểu được sức mạnh và tinh thần ấy. Đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ nơi vùng biên ải, những nhà nghiên cứu đồng lòng và bao dung. Bạn hãy chờ Việt Nam. Nhịp sống sẽ lại hối hả, bước chân sẽ lại tấp bật. Ga tàu, bến xe khách, trung tâm thương mại sẽ lại đông người. Việt Nam, đất nước hòa bình trong tin tôi. Chuyển qua phần tin thế giới, tính đến ngày 13 tháng 4 giờ Việt Nam, trên thế giới có hơn 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 114.000 người chết vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Có nhiều ca bệnh nhất thế giới là Mỹ, sau đó lần lượt là các nước Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ và Anh là hai nước có số ca mắc bệnh và tử vong mới cao nhất thế giới trong vòng 24 giờ qua. Nói về công tác phòng chống dịch, báo Argentina đã hết lời khen ngợi Việt Nam và gọi cuộc chiến chống COVID-19 của Việt Nam là hình mẫu. Dưới tiêu đề cuộc chiến chống SARS-CoV-2, mô hình Việt Nam, hình mẫu thế giới, trang điện tử Ultra Digital của Argentina mới đây đã nói về những thành công của Việt Nam trong việc ngăn chặn Covid-19. Theo bài báo, trong gần 3 tháng qua, virus SARS-CoV-2 đã lây lan mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, làm lúng túng hệ thống y tế của nhiều nước. Nền kinh tế sẽ bị tác động rất lớn bởi dịch bệnh. Song những gì chính phủ Việt Nam đã làm để đối phó với Covid-19 là hoàn toàn đáng nể trọng khi nhìn vào bức tranh tổng thể trên toàn thế giới trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Hôm nay, Mỹ có thêm 25.568 ca nhiễm mới, 1.414 người tử vong. Tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn nước Mỹ hiện nay là 558.447 trường hợp. Tổng số ca tử vong là 21.991 người. Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ nhận định, các biện pháp giãn cách xã hội tiếp tục có hiệu quả và cho biết Mỹ đã tìm cách hiệu quả hơn để phản ứng với virus trong trường hợp nó xuất hiện trở lại trong mùa thu. Ông cũng xác nhận nếu áp dụng giãn cách xã hội từ tháng 2 thay vì giữa tháng 3, Mỹ có thể bảo vệ nhiều người trước đại bệnh. Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci cho biết, ông từng khuyến nghị thực hiện cách biệt cộng đồng hồi tháng 2 nhưng bị Tổng thống Trump khước từ. Khác với hầu hết các nước phương Tây, quyết định phong tỏa ở Mỹ được đưa ra bởi chính quyền địa phương, không phải Tổng thống. Lãnh đạo một số bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh cho hay sẽ cân nhắc cẩn thận việc nới lỏng các giới hạn. Một tiệc tùng đẫm máu thời Covid-19 vừa xảy ra tại bang California, Mỹ. 6 nạn nhân trúng đạn, trong đó có một trẻ vị thành niên đã được đưa tới bệnh viện địa phương. Cảnh sát đã thu được hơn 100 vỏ đạn tại hiện trường. Truyền thông địa phương cho biết hơn 400 người đã tụ tập tiệc tùng trước khi xảy ra vụ nổ súng. Tỷ phú Stanley Kerr, bạn thân và là người đóng góp nhiệt thành cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đã qua đời sau thời gian hôn mê sâu kể từ khi mắc Covid-19 vào cuối tháng 3. Cái chết của trùm bất động sản gốc Do Thái ở thành phố New York đã được tạp chí The Real Deal đưa tin hôm ngày 12 tháng 4, một ngày sau khi ông qua đời. Theo ấn bản này, giá trị tài sản của tỷ phú Kerr vào khoảng 4 tỷ đô la Mỹ tính đến năm 2017. Singapore sẽ phạt nóng 300 đô la Mỹ đối với người vi phạm giãn cách xã hội. Quy định trên bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 nhằm nâng cao ý thức và đảm bảo an toàn cho người dân Singapore trong tình cảnh số ca nhiễm mới Covid-19 đang gia tăng ở nước này. Tối ngày 12 tháng 4 giờ Việt Nam, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được cho xuất viện sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện Saint Thomas. Tuy nhiên, ông Johnson sẽ không quay lại làm việc ngay lập tức. Người phát ngôn của ông Johnson chỉ cho biết ông được cho xuất viện để tiếp tục hồi phục tại Chequers, một trang viên ở ngoại ô London. Trong ngày 12 tháng 4, Anh có thêm 737 người tử vong trong các bệnh viện, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh Covid-19 ở nước này lên 10.612 người. Cùng ngày, Anh có 5.288 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm virus của Anh hiện là 84.279 trường hợp. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock thừa nhận ngày 12 tháng 3 là một ngày ảm đạm và tương lai của virus là không thể đoán định. Số ca nhiễm virus mới của Tây Ban Nha trong ngày 12 tháng 4 tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Số ca tử vong là 619 trường hợp và số ca nhiễm mới chỉ tăng lên 2,6% với 3.804 trường hợp. Tổng số ca tử vong của Tây Ban Nha do dịch bệnh Covid-19 là 17.209 và tổng số ca nhiễm virus là 166.831. Với những bằng chứng là lệnh phong tỏa nghiêm ngặt áp dụng từ ngày 14 tháng 3 có hiệu quả, nhiều nhà máy và công trình đã chuẩn bị cho việc bắt đầu làm việc trở lại vào thứ Hai ngày 13 tháng 4. Còn ở Pháp, tính đến rạng sáng ngày 13 tháng 4, dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 14.393 bệnh nhân, tăng 561 ca trong 24 giờ qua. Tổng số bệnh nhân nhiễm virus corona tại Pháp là 132.591 trường hợp, nhiều thứ ba châu Âu, trong đó có 2.937 ca bệnh mới. Bên cạnh 27.186 người đã khỏi bệnh và ra viện, Pháp ước tính hàng chục ngàn ca nhiễm virus khác đang phải tự cách ly và điều trị bệnh tại nhà. Tại Đức, lần đầu tiên ghi nhận số người khỏi bệnh nhiều hơn tổng số người còn mắc bệnh. Số liệu thống kê của Viện Dịch tễ Robert Koch cho thấy tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 tính đến 6 giờ sáng ngày 13 tháng 4 giờ Việt Nam ở Đức là 127.574 trường hợp, trong đó có 60.300 người đã khỏi bệnh. Trung Quốc báo cáo thêm 108 ca nhiễm nCoV, mức tăng hàng ngày cao nhất trong hơn 5 tuần qua, nâng số ca nhiễm lên hơn 82.000. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 108 ca nhiễm nCoV mới, gồm 98 ca ngoại nhập và 10 ca nội địa. Mức tăng hàng ngày này cao hơn so với 99 ca một ngày trước đó và là mức tăng cao nhất tại Trung Quốc hơn 5 tuần qua, đưa số ca nhiễm lên 82.160. Tại Nhật Bản, nước này đang bỏ dần đám tang truyền thống, phúng điếu trực tuyến lên ngôi. Một số công ty khởi nghiệp phất lên nhờ cung cấp dịch vụ mai táng nhỏ gọn, chi phí thấp. Xu hướng này đang trên đà nở rộ khi virus corona chủng mới khiến người phải ở trong nhà. Các sự kiện tập trung đông người bị hủy. Bởi vậy, tang lễ tiễn đưa những người đã khuất theo truyền thống đã được rút gọn. Một thông tin liên quan Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus được bầu làm tổng giám đốc tổ chức này vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 theo nhiệm kỳ 5 năm, trở thành quan chức y tế quyền lực nhất thế giới. Tuy nhiên, tháng 5 năm 2017, trước khi ông nắm giữ vị trí này, nhiều câu hỏi được đặt ra về sự phù hợp của ông đối với cương vị một chuyên gia sức khỏe toàn cầu. Tổng giám đốc WHO Tedros năm 2017 bị cáo buộc 3 lần che giấu dịch tả bùng phát ở quê hương khi ông còn giữ chức Bộ trưởng Y tế Ethiopia. Còn tại Ấn Độ, người nước ngoài vi phạm lệnh phong tỏa tại một điểm đến du lịch nổi tiếng ở Ấn Độ đã bị phạt phải viết xin lỗi 500 lần. Lệnh phong tỏa toàn bộ được ban hành cuối tháng 3 chỉ cho người Ấn Độ rời nhà để mua thực phẩm, thuốc men, theo AFP. Những khách du lịch nói trên từ Israel, Mexico, Australia và Áo bị phát hiện đi dạo tại Rishikesh, nơi mà ban nhạc Beatles từng tới thăm vào năm 1968. Ở Iraq, cảnh sát đã cho cặp đôi Ahmed Khaled Al-Kabi và Rukhya Rahim mượn xe để rước dâu trong ngày cưới. Cặp đôi này tổ chức đám cưới ở thành phố Najaf, phía nam Iraq. Al-Kabi đã nghĩ ra một phương án để không phải hủy đám cưới, đó là nhờ lực lượng an ninh địa phương. Sau đó cảnh sát đã hỗ trợ đón dâu, chơi nhạc khi đến nhà gái và đưa Rahim về nhà chồng để tiến hành lễ thành hôn nhỏ với chỉ 6 người tham dự. Tại Brazil, cụ Gina Danconeto, 97 tuổi, nhập viện với các triệu chứng nhiễm Covid-19. Ít ai nghĩ cụ có thể sống sót. Hôm ngày 12 tháng 4, cụ ngồi xe lăn rời khỏi bệnh viện Villa Nova Star ở São Paulo giữa tràng pháo tay của các y bác sĩ, trở thành người cao tuổi nhất chiến thắng Covid-19 ở Brazil, quốc gia Mỹ Latin bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Mới đây, một video được lan truyền trên mạng cho thấy 4 cảnh sát vật lộn kéo một người đàn ông ra khỏi một chiếc xe buýt ở Philadelphia, Mỹ vì người này không đeo khẩu trang. Trước đó, người lái xe buýt phát hiện một số hành khách không đeo khẩu trang khi lên xe nên yêu cầu những người này rời khỏi xe. Tuy nhiên, một người đàn ông không chấp hành yêu cầu, liên tục chửi bới khiến lái xe phải gọi cảnh sát. Bản tin cập nhật Covid-19 thứ Hai ngày 13 tháng 4 xin được tạm dừng tại đây. Báo Tuổi Trẻ sẽ liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh trên cả nước và thế giới trong những bản tin sau. Bản tin cập nhật Covid-19 được phát hàng ngày vào lúc 20 giờ trên tuoitre.vn, tv.tuoitre.vn, kênh YouTube và fanpage của Báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!